Hàng trăm món bánh Việt truyền thống đã được những thợ làm bánh giỏi của Việt Nam giới thiệu tại cuộc thi đầu bếp bánh tài năng Việt Nam 2021 đến 2022. Từ những chiếc bánh chỉ xuất hiện trong gánh hàng rong của các mẹ, các chị hay trên đường phố như bánh da lợn, bánh cam, bánh chuối nướng, những đầu bếp khéo tay đã nâng tầm bằng việc thay đổi kiểu dáng, cách thức trình bày, sắp đặt để những loại bánh này trở nên dễ ăn, gần gũi và tiện lợi hơn, đặc biệt phù hợp cho nhu cầu thưởng thức, thưởng lãm của du khách thập phương. Những loại bánh dân gian được bán trong các gánh hàng rong thân thương nay được tô điểm để vào khách sạn 5 sao. Nhờ lựa chọn từ những nguyên liệu tươi mới, chất lượng, bánh Việt cũng được nâng tầm cao mới, bà Hiền Minh cho biết. Với nhiều người, các loại bánh chuối hấp, bánh chuối nướng, bánh da lợn, bánh khoai mì lá dứa, bánh khoai mì nướng, bánh đậu xanh nướng. Còn là món bánh tuổi thơ, nuôi dưỡng một thế hệ trẻ con đậm hồn Việt. Những loại bánh này được giới thiệu tại cuộc thi đầu bếp tài năng Việt Nam 2021 đến 2022 được tổ chức ở khách sạn Rex, thành phố Hồ Chí Minh ngày 12 tháng 7, đã mang lại bất ngờ cho người đến dự không chỉ ngon mà còn đẹp mắt. Cuộc thi do Hiệp hội Đầu bếp Chuyên nghiệp Sài Gòn cùng Câu lạc bộ Bếp bánh Sài Gòn thực hiện.